các bạn đã quay lại với channel Vui Cùng Oppo. Thì trên tay của Vui Cùng Oppo đây là sản phẩm Realme C25i được trang bị là RAM 4, bộ nhớ 128, sử dụng hệ điều hành Android 11 và phiên bản RAW Edition. Thì Vui Cùng Oppo nhận cũng khá là nhiều những cái phản hồi của các bạn về cái tính năng công tác tiếp cận trên những dòng sản phẩm Realme đang sử dụng phiên bản RAW Edition. Thì ngày hôm nay Vui Cùng Oppo sẽ cùng với các bạn chúng ta cùng nhau trải nghiệm xem cái công tác tiếp cận trên phiên bản Realme sử dụng cái RAW Edition này sẽ như thế nào nhé, và các bước thực hiện như thế nào. Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì trong những clip trước thì Vui Cùng Oppo có hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sử dụng cách công tác tiếp cận trên máy Oppo Android 10 và Android 11 trên những dòng máy Oppo và Realme sử dụng Color hoặc là Realme AU thì cũng khá là đơn giản. Và thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem cái những cái phiên bản sau này của Realme sử dụng phiên bản RAW Edition nó sẽ sử dụng tính năng công tác tiếp cận như thế nào. Thì cách đặt công tác tiếp cận thì cũng khá là đơn giản. Và khi bạn vào cài đặt này, các bạn sẽ tìm mình là hỗ trợ tiếp cận. Trong cái hỗ trợ tiếp cận này nó cũng có rất là nhiều những cái thông tin. Các bạn có thể vào đây tìm hiểu nè. Chạm để nói, và chúng ta sẽ tìm đến tiếp cận bằng công tắc. Chúng ta sẽ đây. Thì khi các bạn chọn vào tiếp cận bằng công tắc thì nó sẽ hiện lên những cái giao diện như thế này. Thứ nhất là sử dụng tiếp cận bằng công tắc, phím tắt dành cho người tiếp cận và cài đặt này, giới thiệu về tiếp cận bằng công tắc. Chúng ta sẽ đọc phần giới thiệu nha. Tính năng tiếp cận bằng công tắc cho phép bạn tương tác với thiết bị Android bằng một hoặc nhiều công tắc cho trên màn hình cảm ứng. Tính năng này có thể hữu ích khi bạn không thể tương tác trực tiếp với các thiết bị. Bạn có thể dùng các công tắc để chọn một cụm nhập thực hiện cái thao tác. Và thì Vui Cùng Oppo cũng chia sẻ thêm cái công tắc bằng tiếp cận này, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là số lần chạm trên màn hình nó sẽ nhạy hơn và điểm nó sẽ chính xác hơn. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong game Free Fire, thì ở link trước Vui Cùng Oppo có hướng dẫn cho các bạn. Và hiện nay chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng tiếp cận bằng công tắc và cách để chúng ta cài đặt trên máy Realme phiên bản RAW Edition. Ok, thì chúng ta sẽ bật trước khi mà chúng ta sẽ bật tiếp cận bằng tắt, chúng ta sẽ vào phần cài đặt xem trong cái mục cài đặt nó có những cái tính năng cũng như là thông số này hay không. Đây, thì trong cái phần cài đặt thì nó sẽ có những là cài đặt của tiếp cận công tắc, rồi có là dán công tắc để quét này, dán công tắc vào các hành động, bật tính năng thì chỉnh đơn, tự động quét, phương thức quét, rất là nhiều nè, kết nối nó bật quét nè, lời nói âm thanh năng tắc, phản hồi giọng nói, đọc nội dung mô tả này, bỏ qua các bước chúng ta không thao tác này luôn. Ok, chúng ta sẽ bật lên nha các bạn. Đây, khi mà các bạn bấm sử dụng tiếp cận, nó sẽ thông báo chúng ta là tiếp cho phép tiếp cận công tắc kiểm soát quyền thiết bị của bạn. Chúng ta sẽ cho phép. Đây, chúng ta gói hỗ trợ tiếp cận của Android. Đó, nó sẽ thông báo cho các bạn đúng không? Chúng ta tung tay chúng vào vô phần cài đặt, chúng ta bật cái màn phản hồi bằng giọng nói đó, thì nó sẽ phản hồi giọng nói chúng ta. Một cái bạn chọn Bluetooth này hoặc là công tắc USB. Đó, chúng ta sẽ chọn bằng công tắc bằng USB. Ok, chúng ta sẽ chọn tiếp theo. Chúng ta sẽ chọn tiếp theo luôn. Chúng ta sử dụng một công tắc nha các bạn. Ok, tiếp luôn. Tiếp luôn. Chưa gắn công tắc nào. Này, chúng gói hỗ trợ tiếp cận của Android. Gì 0.7 giây. Độ chỉnh độ cho nó nhanh lên các bạn. Là số lần chạm trên màn hình cho nó nhanh. Này. Tại vị trí 3 tại vị trí 3 2, hình vuông này đã được sử dụng, hãy thử lại. Đó. Đó là chúng ta để thử á. Được thiết lập. Ok, chúng ta sẽ chọn hoàn tất. Chúng ta đã chúng ta đã bật tiếp cận bằng công tắc. Cài đặt. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta. Chúng ta giờ chúng ta sẽ tắt đây các bạn. Cài đặt. Này, chúng ta sẽ tắt hồi bằng ngừng giọng nói.
cài đặt. Hiển thị mục. Hiển thị. Này nó sẽ hiển thị cho tôi rất là nhiều. Hiển. 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 Tiếp cận bằng công tắc. Này chúng ta sẽ vô đó chúng ta tắt đi. Phản hồi bằng giọng nói. Chúng ta đã tắt xong. Là cái phiên bản tiếp cận bằng công tắc. Thì khi mà các bạn bắt tiếp cận bằng công tắc lên thì nó sẽ trên số lần chạm trên màn hình cũng như là điểm quét trên màn hình, nó sẽ mượt mà nó sẽ chính xác hơn. Thì sẽ chọn hỗ trợ game Free Fire cho các bạn. Thì Vuvu không có tải game ở đây. Thì vì thời lượng nó cũng có hạn thì Vuvu chỉ hướng dẫn bạn cách chúng ta bắt tiếp cận công tắc. Thì các bạn có thể trải nghiệm trên những cái phiên bản Realme sau này đang sử dụng hệ điều hành Android 1 và phiên bản Roi Edition. Thì khi mà các bạn trải nghiệm á, các bạn có được những cái trải nghiệm thú vị á, các bạn hãy để lại cho Vua Combo một cái lời nhận xét, chứ là một cái comment để Vua Combo có thể được nhận được những cái phản hồi tích cực từ các bạn. Chúc các bạn trải nghiệm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.